đi. Thì em ăn đi. Đi em ngại, ăn chị ăn có năng làm nó cắt chúng đây xong rồi. Thì đi ăn nhanh lên rồi làm nghỉ có sao đâu mà. Chị ăn một cái này tí chị đi làm nó rồi. Thì cứ ăn đi rồi tí làm, đi. Chị ăn đi. Đấy ăn mấy ngồi nghỉ tí em thôi. Cháu thôi. Đến chơi cháu tí. Chơi gì mà lần sau mà không được như vậy nghe chưa? Dạ. Cô thuê mình làm hay là cô thuê mình đến đây mình ngồi mình chơi mình ở nhà. Vâng, cháu biết rồi nhưng mà em cháu nó đến đây thăm xem cháu làm thế nào. Mày vào đi ngồi lâu rồi mà đùm hết mồm do mình đẻ như vậy. Đùm do rồi. Mới ngồi tí rồi, nước còn chưa kịp uống ngụm nào. Cứ quay đoạn vậy. Tao cứ xỉnh hay ta ra hay ta đi vắng một tí là chúng mày ở nhà xong rồi chúng mày ăn rồi chúng mày ngồi như vậy. Cô ngồi làm cái bánh đã cô. Tao không ăn. Kệ nghỉ tí làm sao được mà. Cũng làm mà. Có đắng không? Có bảo không? Cũng bình thường thôi. Đúng rồi, tôi nhìn thấy người ta đang làm. Chỉ uống hết nước. Đây. Thôi ngồi tạm đây đi. Chị đang làm tí các thứ này. Các bác ra các bác chị cho tôi. Điều hay. Đi vào đây đi. Mua gì đây? Cô chị đang làm ăn ra rồi. Ăn đi. Chị không ăn đâu. Thôi chị không ăn đâu, không phải bóc đâu. Để đấy. Chị đang làm. Đây đâu đây? Hả? Đâu đây? Ngang qua đây đi. Thôi chị không ăn, em muốn đi. Chị còn đang làm kia, có tác dụng. Ngồi tranh thủ, ngồi nghỉ tí làm sao. Đã làm thì ai chả được làm nhưng mà... À. Ôi, uống đi, chị đang làm. Uống đi, uống xong rồi. Chị không uống, em uống đi. Uống đi, uống nhanh rồi. Đấy, ăn như này. Không, chị không ăn đâu, em ăn đi. Nào. Chị đang làm đi, các bác ấy. Làm thì ai chẳng có lúc nghỉ, mệt nghỉ. Chị chẳng nghe được cứ làm suốt là không nghỉ à. Nào, ăn đi. Chị mới nghỉ xong, người ta lấy, các bác lấy được bảo là không làm. Không làm thì bảo cháu nghỉ. Không phải bóc đâu, chị không ăn đâu. Chị đang làm, đang rửa tay chân, đang bẩn. Hay ăn cái bánh này chị nhá. Đây. Đấy, ăn thử đi. Đấy, này cũng nắng. Đấy. Chị ở nhà không đi đâu à? Có, rảnh. Không ở nhà rồi xong sang bọn coi xem thế nào. Đây. Chị không ăn, tay chị đang bẩn. Tay. Thôi, tay chị đang bẩn. Chưa à? Ăn đi. Thì em ăn đi, tay. Đi em ngại, ăn chị nhiều. Có năng làm nó cắt chúng đây xong rồi. Thì đi ăn nhanh lên rồi làm nghỉ có sao đâu mà. Chị ăn một cái này tí chị cũng đi làm nó rồi. Thì cứ ăn đi rồi tí làm đi. Chị ăn đi. Đấy ăn mấy nay làm ở đây thế nào? Cũng bình thường, mình cố gắng rồi. Nói rồi bảo cái công việc này nó không dành cho phụ nữ đâu. Ôi con gái làm vất vả bỏ sư ra rồi là lại còn gạch vôi vữa các kiểu nữa làm nó sao được thôi nhá. Nghe em mai kiếm công việc khác mà làm được. Kiếm gì bây giờ hả? Kiếm việc gì bây giờ? Kiếm gì việc đâu mà đi vụ cái này, thời tiết thì 30+ độ lại còn làm ngoài trời nữa, gạch thì mọi người làm được thì chị cũng làm được chứ đâu mà ai mọi người làm được thì mình làm được hết. Mọi người thì toàn đàn ông con trai sức dài vai rộng, toàn các cô làm, cô có kinh nghiệm rồi. Chị lấy đâu ra kinh nghiệm nhưng mà làm gì đâu. Phải cố gắng thì mọi người đấy có gì đâu, xúc cát với thì con gạch thì đấy. Uống đi. Xúc cát thì xúc nhưng mà các công việc đấy toàn của các cô chú làm được thì chị làm sao được. Nhá. Thôi nghe em đi, mai đi tìm công việc khác mà làm. Thôi, ngồi anh nhắc chị cho chị làm. Thì ăn nốt cái bánh đi đã, bánh chưa ăn hết rồi, cứ vội vàng rồi. Em xin cho chị nghỉ cháu đây nhá. Các bác lại chuẩn bị đấy. Thế ăn đi. Thôi, ăn đi rồi uống đi. Thôi, ăn nốt cái bánh đi đã, chị nghỉ cháu đây nhá. Chết đi, nhìn thấy chết đấy. Họ chửi đấy. Em xin cho được chưa?
Chúng mày ăn đi. Ngồi đây chị đi. Chết tôi khai ra chúng mày làm sao vậy? Hả? Sao mà ta đang làm đi vào chúng mày giờ chúng mày ăn vậy? Hả? Đâu em chẳng tí thôi, có gì đâu mà cô. Chúng mày giỏi nhỉ, vậy tôi hay chúng mày đi đi làm hay thôi chúng mày đến đây chúng mày ngồi chúng mày ăn. Hả? Cháu vừa mới đến thôi ngồi ăn có tí thì vừa mang về nhà để chúng mày mà ăn. Làm thì ra ta làm đi bơ ta bỏ tiền cho ta thuê chứ phải chứ bỏ tiền cho chúng mày đến đây chúng mày ngồi chúng mày lôi chúng mày ngồi ăn à? Lương tí bà cứ làm quá làm gì trong thời gian mua đầy các thứ phải không là mà ăn về về thời gian đâu mà ngồi mà ăn chúng mày giỏi nhỉ và tao hỏi chúng mày mình đi làm thuê cho tao hay là mình mang đồ đến đây mà ăn đi làm mày? Nhưng mà cháu vừa ngồi em cháu nó đến một tí chị ngồi một tí thôi thì đến đâu ra ngồi cứ thế mà ngồi ngồi nghỉ uống nước thôi tao hỏi tao thuê mày làm hay tao thuê mày đến đây mình ngồi mày ăn hả muốn ăn mang vào nhà mày mà ăn nhá vâng cháu mang vào nhà mày mà ăn hỏi thăm xem cháu làm thế nào thôi cháu ra làm luôn thôi. Thuê chúng mày làm bỏ tiền nếu mà ngày mấy trăm nghìn chúng mày thuê chúng mày đến đây chúng mày ngồi thì chúng mày dẫn nhau đây chúng mày ăn à? Mang vào nhà mày mà nhá. Em cháu đến cô cứ mày ấy lúc mang vào nhà mày mà. Nắm ngô phải về nhà mà. Thuê đến thuê người làm thì thuê đến 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 mang sách đồ đồ đầy đầy một túi to như vậy đến mà à? Thôi, cô, nghỉ tí em thôi, cháu cô. Mới đến chơi với cháu chứ. Chơi gì mà lần sau mà không được như vậy nghe chưa? Vâng. Cô thuê mày làm hay là cô thuê mày đến đây mình ngồi mình chơi mình nhà nha. Vâng, cháu biết rồi nhưng mà em cháu nó đến đây thăm xem cháu làm thế nào. Mày vào đi ngồi lâu rồi mà đùm hết mồm rồi bẻ như vậy. Đùm rồi, mới ngồi tí rồi, nước còn chưa kịp uống ngụm nào. Tôi phải giỏi nhỉ. Tao cứ xỉnh hay ta ra hay ta đi vắng một tí rồi chúng mày ở nhà xong rồi chúng mày ăn rồi chúng mày ngồi chúng mày nghỉ như vậy. Cô ngồi làm cái bánh đã cô. Không ăn. Không ăn, không ăn. Mày cố đâu vào nhà mày mà ăn. Mang vào đây thì mọi người thì ăn không. Với nhau tí thì có gì đâu. Ăn uống cứ phải có giờ có giấc rồi chứ. Có giờ có giấc rồi chứ. Ăn uống chỗ nào bạ chỗ nào ăn đúng giờ. Bạ chỗ nào ăn bạ chỗ nào cũng sách đến ạ. Bây giờ mai tao đi khỏi mà mình sách hai ba bụng đến rồi ăn hết ạ. Ngồi tí thôi cô. Chị uống nước thì thường ra là chúng mày giỏi nhỉ. Tao cứ tỉnh ra là bắt đầu chúng mày rồi sinh chuyện. Cho chị uống nước xong chị ra chị làm. Thôi uống đi ra làm đi. Thế đi uống. Thôi cô ấy đi chị cháu đi. Chúng mày giỏi thật đấy. Cứ tỉnh ra là chúng mày rời ra chúng mày uống xong. Thôi chị đi làm thôi. Uống rồi ra. Cô đáng chết đấy. Ngồi nghỉ tí, nghỉ các đấy còn chẳng lắm ai cũng ngồi nghỉ đúng giờ cơ. Ngồi nghỉ tí nắng nôi thế này cơ mà. Các chú đang làm kia mình ngồi đây nghỉ. Các chú nói như thế chứ. Không cứ uống xong cũng được. Cái này em. Thôi em cầm về đi giờ để đây. Không để đây em để đây tí nữa chị về cầm về nhá. Thôi. Mày em uống nước chị đi. Thôi uống nước, đúng nước. Thôi cứ để đây tí nữa chị uống nước. Chị đi ra làm các thứ không đi đâu thế, không đi làm. Có. Nhưng vào đây ngồi chơi chị một lúc. Thấy bà đi bà chủ. Ê. Công việc thì vất vả. Thôi chị thấy chị làm nhá. Làm rồi thì... Em mà cầm này về đi. Thôi em về đi để chị ra chị làm. Ngồi đi đây nhá. Nó lại trên đấy là chị làm. Nào. Đây uống dở uống nó đi. Hả? Hả? Đây nhá, để đây nhá. Rồi để đấy chị đi về đi. Chị ra chị làm nốt tí. Quá khổ.